tất cả các anh chị em. Tối nay là đêm thứ tư, chúng ta đi trên hành trình để tìm kiếm Chúa trong 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là tìm kiếm và tin cậy Chúa hết lòng. Kinh Thánh ở trong Esai 55 câu 6 cho đến câu 13 phần B. Câu gốc của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Dân Nhất đoạn 4 câu 17, đây là mục đích và Ngài mong muốn mỗi chúng ta kinh nghiệm được lời này. Anh em hãy đọc lời này, hãy nói với Chúa về lời này, cầu nguyện theo lời này. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúng ta đọc lại. Ấy là Chúa thể nào thì chúng con cũng thể ấy trong thế gian này. Xin đọc một lần nữa. Ấy là Chúa thể nào thì chúng con cũng thể ấy trong thế gian này. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Esai đoạn 55 câu 6, chúng ta thấy mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, đó là tìm kiếm. Vì cớ Chúa ngày còn đang cho chúng ta cơ hội. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Một điều mà chúng ta ăn năn với Chúa, vì nhiều khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta tìm cầu Chúa rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta được thịnh vượng, được phước, thì chúng ta sẽ không tìm kiếm Chúa nữa, mà chúng ta bắt đầu tìm kiếm thế gian và tìm kiếm những gì đó để thỏa cuộc đời của mình. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đất nước của chúng ta nó đi đến cái chỗ rất là nhiều sự tang thương. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi chúng ta còn cơ hội. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta tìm kiếm Chúa khi chúng ta đang được thịnh vượng, vì tất cả là do Chúa ban cho. Và ở đây trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2, vì Ngài phán rằng ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúa đang cho chúng ta có những cơ hội để có thể hiệp lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu ai không thể kiêng ăn được trọn vẹn thì chúng ta hãy ăn kiêng. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng chúng con muốn tìm kiếm Ngài. Chúng con khao khát Ngài hơn tất cả những gì mà làm cho xác thịt của chúng con thỏa lòng. Và đây một điều được Chúa báo động, vì ngày tai họa sẽ đến. Trong Giê-rê-mi đoạn 11 câu 11, vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được. Chúng nó sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng thèm nghe. Trong Esai 59 câu 2, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Chúa cho chúng ta có những thì giờ để được thờ phượng Chúa, có những thì giờ để được tìm kiếm Ngài, có những thì giờ để được tương giao với Ngài. Hãy sử dụng thời gian đó. Hãy tìm kiếm, vì kính Chúa, Ngài sẽ giấu chúng ta trong ngày tai họa. Còn nếu chúng ta cứ cảm thấy mọi sự đâu có gì để đáng lo,
Chúng ta vẫn có tiền để ăn, có việc để làm, có nhà để ở, tất cả mọi sự đều hanh thông. Cho nên chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái bẫy là đời sống tâm linh của chúng ta bắt đầu yếu đuối và đánh mất những thì giờ riêng tư với Đức Chúa Trời. Và đây Chúa cũng nói rằng sẽ đến thời kỳ Chúa không còn nghe họ nữa. Lý do tại sao? Vì cớ cái sự gian ác họ. Và chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều khi chúng ta sẽ thích được phước, chúng ta mong muốn được phước, chúng ta mong muốn được giải quyết những cái nan đề trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta lại không tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng ta không để dành thì giờ ưu tiên để thờ phượng, tìm kiếm Chúa, đọc lời của Chúa. Đó là lý do làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta sống trong tội lỗi, cay đắng, ghen ghét, hận thù, thì Chúa không nghe lời cầu nguyện của chúng ta được. Và trong những ngày kiêng ăn cầu nguyện, xin Chúa ngài giúp cho chúng ta từ bỏ con đường tà, từ bỏ những điều yếu đuối trong đời sống của chúng ta, từ bỏ những cái gì mà chúng ta thích nó hơn Chúa đó, để hầu cho chúng ta nói với Chúa rằng ngài là quý nhất cho con, ngài là tốt nhất của con, ngài là đấng mà con tin cậy trong đợi. Và tôi tin là trong ngày hôm nay có nhiều người sẽ cảm thấy rất là thất vọng, vì họ nói họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, họ khao khát Chúa để Chúa nhậm lời cầu nguyện cho họ, Chúa cho ông Tổng thống Trump được đắc cử. Nhưng mà cái kết cuộc họ chưa thấy được, và họ trở nên nản lòng, không muốn tham dự cầu nguyện nữa. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta, trong cái thì giờ thuận tiện, hãy tìm kiếm Chúa hết lòng đi. Trong Khải Huyền đoạn 6 câu 16, cái ngày hủy diệt sẽ đến. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chúng ta đang đi rất gần và rất gần đến những ngày này. Và Chúa ngài cảnh báo, ngài dùng nhiều đề tớ của Chúa cảnh báo cho chúng ta. Và chúng ta thấy có nhiều người họ không thích nghe sự cảnh báo. Họ chỉ thích nghe những lời tiên tri, họ chỉ thích được chữa lành, họ chỉ thích được phước hạnh, họ chỉ thích đến để giảng cho họ cảm thấy vui, cảm thấy được thoải mái trong linh hồn của họ. Nhưng mà họ quên rằng những cái đó đang ru ngủ đời sống tâm linh, cho nên khi tai họa nó đến bất thình lình, không thể nào đỡ nổi. Và cảm ơn Chúa ngài cho tất cả anh chị em của chúng ta đang tỉnh thức, đang tìm kiếm Chúa, đang khao khát ngài. Và cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì ngài là đấng cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta hãy trung tín với ngài, hãy hết lòng với ngài để ở trong sự bảo vệ của ngài. Nếu chúng ta có một cái dù mà chúng ta đứng dưới cái dù đó thì chúng ta sẽ được che mưa che nắng. Nhưng bây giờ chúng ta ra khỏi cái dù đó thì chắc chắn mưa nắng nó sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Cho nên hãy ở trong sự che phủ của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây dùng cái chữ là chiên con. Chiên con là đấng bị giết. Chiên con là đấng đến và ngài chịu hết tất cả mọi sự như một con chiên, có nghĩa là không có một sự chống cự. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu ngài trở lại, ngài là chiên con của sự thịnh nộ. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để không rơi vào trong tình trạng hâm hẩm, yếu đuối, và chúng ta đánh mất cái lòng tin của chúng ta nơi Chúa. Và Chúa không muốn chúng ta chịu những cơn thịnh nộ của Chúa giống như những người ngoại. Cho nên xin Chúa ngài giúp chúng ta. Và bây giờ khi mà chúng ta đến tìm kiếm Chúa, đến để tin cậy Chúa hết lòng, chúng ta phải làm gì? Đó là tội lỗi chúng ta cần phải được giải quyết. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 7 phần A, kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Con đường của mình là gian ác, ý tưởng của mình là gian ác, phải nhờ Chúa để bỏ, chứ không phải chỉ tìm kiếm Chúa một thời gian, sau đó thì chúng ta lại sống y như cuộc đời mà trước khi chúng ta được cứu. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta từ bỏ con đường gian tà của mình. Ở trong Jeremy đoạn 5 câu 25,
Sự ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Chính tội lỗi đó nó chặn cái phước hạnh của chúng ta lại. Cho nên khi chúng ta giải quyết cái điều đó thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta nối kết lại được với cái tình yêu của Ngài. Mà điều Ngài mong muốn nhất là gì? Là con cái Chúa trở lại trong tình yêu của Ngài, trở lại mối thông công với Ngài. Bây giờ ở đây trong Esai đoạn 55 câu 7 phần B, Chúa kêu gọi hãy trở lại cùng Chúa. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúng ta thấy thương Chúa không? Ngài đâu có muốn đoán phạt, Ngài đâu có muốn hủy diệt trái đất này, Ngài đâu có muốn những cái điều tai họa xảy đến cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà vì đời sống của chúng ta đánh mất tình yêu với Ngài, ra khỏi sự bảo vệ của Ngài, và chúng ta làm theo ý riêng của mình hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Esai 44 câu 22: Ta đã xóa sự phạm tội ngư như mây đầm và tội lỗi ngư như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc người. Chúa Ngài kêu gọi dân Israel. Bây giờ Chúa cũng đang kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Hãy trình dâng hết những cái tội lỗi của chúng ta cho Ngài và tin rằng Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Và đây Chúa nói là Ngài xóa, đến nghĩa là Ngài không nhớ nó nữa. Như một đám mây đậm xóa đi và để lại một bầu trời tươi sáng. Chúa Ngài muốn làm điều đó cho chúng ta. Và khi chúng ta trở lại với Ngài thì Ngài là đứng chuộc chúng ta. Ngài mua chúng ta từ tay của kẻ thù. Ngài bảo lãnh chúng ta, Ngài gìn giữ, Ngài ban phước cho chúng ta khi chúng ta trở lại cùng Chúa. Chỉ có một con đường để được phước, được liên kết với thiên đàng là hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Và đây Chúa Ngài cảnh báo cho mỗi chúng ta là chúng ta đừng có hiểu Chúa theo cách của con người. Khi chúng ta đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, chúng ta phải tin cậy vào sự khôn ngoan vĩ đại của Ngài. Trong câu 8, Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Dù con người có mưu mô, dù con người có những kế hoạch, có những chương trình khôn ngoan nhất đi chăng nữa, nó cũng chỉ là ở dưới trời mà thôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta có sự khôn ngoan mà chúng ta thấy từ ở dưới đất này mà lên trời nó rất là xa. Cho nên Chúa Ngài khôn ngoan hơn chúng ta, và ý tưởng đường lối của Ngài nó cao như vậy, chúng ta không thể nào hiểu nổi. Đó là lý do chúng ta tìm kiếm và tin cậy Chúa hết lòng. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy những cái điều đang xảy ra trên đất nước của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi tại sao Chúa làm như vậy? Tại sao Chúa cho phép nó xảy ra điều kia? Hãy nhớ điều này. Ý tưởng của Chúa, đường lối của Chúa không phải giống như chúng ta nghĩ. Cho nên xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta vì trong những ngày qua, nhiều khi chúng ta cầu nguyện một cách rất là sai trật. Chúng ta cầu nguyện theo ý của chúng ta muốn. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời của Ngài, thì Ngài có cách để giúp đỡ chúng ta. Và dù như thế nào đi chăng nữa, lời của Đức Chúa Trời và chính mình Ngài không bao giờ thay đổi. Giê-xu là vua của chúng ta, không ai bầu cho Chúa cả. Giê-xu là vua của chúng ta, cũng không ai trút phế Chúa được. Ngài vẫn y nguyên, Ngài vẫn đời đời, Ngài đang nhìn thấy tất cả mọi sự, Ngài đang nhìn thấy mỗi tấm lòng con dân Chúa và sự tìm kiếm của chúng ta bao nhiêu để Ngài tuôn đổ chính mình Ngài xuống cho chúng ta bấy nhiêu. Và chúng ta nhìn thấy khi những người dân Israel họ từ chối trở lại với Ngài thì họ đã bị lưu đày. Nhưng mà những người kính sợ Chúa đang khi bị lưu đày, giống như Daniel,
ba bạn Daniel, Mardochê, Esther, Joseph, Nehemi, Ezra và nhiều người khác mà chúng ta chưa có cơ hội để nghe tên của họ. Nhưng mà Ngài vẫn biệt riêng những người đó ra. Ngài có những cái chương trình lạ lùng cho những người đó. Đến nỗi qua cuộc đời của người đó, Chúa đã làm cho người ta biết rằng Chúa là một Đức Chúa Trời rất cao cả, quyền năng. Cho nên chúng ta đến với Ngài, tối nay chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài. Chúa ơi, con hết lòng tìm kiếm nơi Ngài. Dù hoàn cảnh chung quanh con có đen tối cỡ nào, con được sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Con được sống bởi ý tưởng, chương trình và đường lối của Ngài. Và Ngài bảo vệ chúng con, Ngài biệt riêng chúng con ra. Và nhất là chúng ta hãy cầu nguyện cho con cái của chúng ta. Có thể cuộc đời của chúng ta chỉ cần một thời gian nữa thì chúng ta phải đi. Nhưng mà con cái của chúng ta, nếu chúng ta không cầu nguyện cho nó, thì nó cũng sẽ rơi vào trong tình trạng đường lối của kẻ ác cai trị trên đất này. Cho nên hãy hết sức tìm kiếm ý muốn của Chúa. Hãy hết sức đừng có xé áo, mà hãy xé lòng của chúng ta. Hãy ăn năn thật với Ngài. Hãy trở lại thật với Ngài. Và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con trở lại, con không muốn bỏ Chúa mà đi nữa. Vì Ngài vẫn ở đó. Nhưng mà chúng ta bỏ Ngài, chúng ta đi, chúng ta chạy theo tình, chúng ta chạy theo tiền, chúng ta chạy theo những cái thú vui của đời này. Cho nên bây giờ hãy nói rằng: chúng con trở lại đây Chúa ơi. Ở trong Jeremiah đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúa Ngài nói với Jeremiah, hãy nói với những người đang bị lưu đày đó, hãy nói với những người mà đang sống ở một đất nước xa xôi đó, rằng Chúa, ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của tai họa, nhưng mà ý tưởng của Ngài là ý tưởng bình an. Nhưng mà họ chống nghịch lại với Ngài, họ thờ hình tượng, họ giết các đầy tớ Chúa, các tiên tri của Chúa, người nào mà nói về Chúa họ tiêu diệt cả. Cho nên Chúa phải cho những cái lần roi để dạy dỗ họ. Và mục đích của Ngài là gì? Đem họ trở lại với Ngài. Anh chị em ơi, hãy nhìn những gì chung quanh chúng ta. Hãy biết rằng Chúa đang cảnh báo. Chúa đang muốn chúng ta trở lại. Chúa đang muốn chúng ta tìm kiếm Ngài đây. Và đây là thời kỳ rất là quan trọng cho mỗi đời sống của chúng ta. Và khi mà những người trở lại, chúng ta thấy cái ý muốn của Chúa đó, Ngài mong muốn phải được thực hiện trọn vẹn. Câu 10: Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa. Cái nghĩa là Chúa đã phán nó ra, cái nghĩa là Ngài muốn thực hiện nó. Nhưng mà tại chúng ta đi ra khỏi cái chương trình và ý muốn của Chúa mà thôi. Mà được nhường đất đai. Chúa Ngài muốn ban phước cho đất đai của chúng ta. Ngài muốn ban phước cho tâm lòng của chúng ta là mảnh đất tốt để lời của Chúa có thể vào trong đời sống của chúng ta. Bất cứ trong những ngày kiêng ăn này, anh em thấy sao mình học lời Chúa mình không nhớ? Sao mình học lời Chúa mình không hiểu? Hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, chỉ ra cho con. Cái gì nó đầy ở trong con rồi? Cái gì nó làm cho cái tâm lòng của con không có chỗ cho Ngài? Xin Chúa chỉ và giải cứu con kể từ giờ phút này. Và Chúa làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo và có bánh cho kẻ ăn. Chúa Ngài muốn cho chúng ta được kết quả. Chúa Ngài muốn cho chúng ta được sinh ra, sinh sản ra và được kết nụ, kết quả cho Chúa. Và khi mà đời sống của chúng ta được kết quả vậy đó, thì Ngài ban cho có giống cho kẻ gieo. Đời sống của mình được gặp Chúa, đời sống của mình yêu Chúa, mình rất là thích gieo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đời sống của mình mà không yêu Chúa, chúng ta thích gieo những sự nói hành, nói xấu, những sự ghen ghét, những điều theo ý riêng của chúng ta. Cho nên đây là điều mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta được hưởng lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta để lòng mình có chỗ cho lời của Chúa được gieo trồng vào. Chúa sẽ tưới nước, Chúa sẽ làm cho nó lớn lên. Và không những có giống cho kẻ gieo mà có bánh cho kẻ ăn. Đời sống của chúng ta được phước
có bánh để ăn, mà qua đời sống của chúng ta, người khác cũng được hưởng bánh sự sống của Chúa. Vì sự sống thì nó sẽ sinh ra sự sống, mà sự chết thì nó sẽ sinh ra sự chết. Cho nên chúng ta phải quyết định, Chúa ơi, con được lời của Đức Chúa Trời gieo trong lòng của con để con gieo cho người khác. Con có bánh của Chúa ăn, con cũng chia sẻ bánh của Chúa cho người khác. Đừng để người ta xin bánh mà mình cho rắn, xin cá mà cho đá. Giống như Chúa Giêsu nói đó. Cho nên Chúa, Ngài rất là tốt với chúng ta. Ngài luôn luôn ban những cái điều mà Ngài mong muốn cho cuộc đời của chúng ta được thịnh vượng, phần hồn cũng như phần xác. Trong câu 11, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lời công việc ta sai khiến nó. Tại sao Chúa nói như vậy mà mình lại không được hưởng? Là vì cớ mình đâu có đúng vào cái chỗ Chúa muốn đâu. Mà cái chỗ mà để Chúa muốn cho chúng ta để nhận được lời này, đó là chỗ chúng ta cầu nguyện. Đó là chỗ chúng ta thờ phượng riêng tư với Ngài. Đó là chỗ mà chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng. Thì chúng ta sẽ được. Và trong những ngày qua chúng ta đang được học cái phương pháp để cầu nguyện, để anh em biết cầu nguyện và nhận được những cái phước hạnh, những cái sự bày tỏ của Chúa khi chúng ta đọc lời của Ngài hay là chúng ta ở riêng với Ngài. Và khi mà lời Chúa ở trong chúng ta, Ngài bắt đầu Ngài làm cho nó thuận lợi. Ngài bắt đầu Ngài sai khiến lời của Chúa đó vận hành trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và đây Chúa, Ngài mong muốn con dân của Chúa đó được hưởng sự vui vẻ và bình an. Vì Chúa nói rồi, ý tưởng của ta đối với ngươi là ý tưởng bình an. Trong câu 12, vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng đều vỗ tay. Khi chúng ta được phước, tất cả những gì xung quanh chúng ta được phước. Cây cối nó sẽ vỗ tay, nó sẽ vui mừng. Vì cái sự bình an của Chúa giáng xuống trên chúng ta, giáng xuống trên lãnh thổ của chúng ta. Và những gì xung quanh của chúng ta hưởng được sự bình an của Đức Chúa Trời. Và cây cối nó cũng được phước nữa. Trong câu 13 phần A, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Nó được thoát ra khỏi sự rủa sả. Và trong lòng của chúng ta cũng vậy. Những cái gai, những cái gốc ở trong cuộc đời của chúng ta cũng được Chúa Ngài thay thế. Nó lên được những cây tùng, nó lên được những cây sim, nó có trái để ăn, nó có nơi để mà các loài chim có thể đến làm ổ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho đời sống của chúng ta được thoát khỏi sự rủa sả, để những gì xung quanh chúng ta cũng được thoát. Ngày xưa anh em có nghe cái câu người ta nói là số phận nghèo trèo núi lặn non, tránh cho khỏi cực, cực vẫn còn theo sau. Vì sao? Sự rủa sả nó đi theo người đó. Cho nên họ đi đâu, sự rủa sả nó rủa sả họ. Nhưng bây giờ chúng ta là những người nhận lấy lời Chúa, chúng ta trở lại với Chúa, Ngài sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Và trong câu 13 phần B, điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va là một dấu đời đời không hề tiêu diệt. Khi dân sự của Chúa được phước, khi lời của Chúa được bày tỏ ra, thì ở đây Chúa nói rằng là điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va. Khi người nào có danh Đức Giê-hô-va hay là có danh Đức Chúa Giê-su trong người đó, đây là những dấu hiệu để nhận biết được Chúa Ngài đang hành động trong người đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta và ban phước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Tối nay chúng con quyết định tìm kiếm và tin cậy Chúa hết lòng. Nơi thế gian này, tất cả những gì bị rúng động thì nó sẽ rúng động. Nhưng mà Chúa chúng con không hề rúng động, và Ngài vẫn y nguyên. Cho nên con xin Chúa Ngài giúp cho chúng con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ.